Vì sao nhiều khu vực Hà Nội vẫn ngập trong nước dù không có mưa? Đến nay, sau 8 ngày bão số 2 đi qua, gây mưa rất lớn làm ngập úng nhiều nơi ở ngoại thành Hà Nội. Câu hỏi nhiều người quan tâm là tại sao nhiều ngày qua, vùng này không có mưa lớn, nhưng nhiều thôn xóm ven sông Bùi vẫn bị ngập và trở thành ốc đảo, thậm chí ở giữa làng ngập sâu hơn 2 mét. Một cán bộ từng công tác ở Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, hiện tượng ngập lụt ở một số khu dân cư ven sông Tích và sông Bùi trong 10 đến 15 năm qua là do hiện tượng gọi là lũ lùi. Đó là khi các hồ thủy điện xả nước mạnh để ứng phó mưa lũ ở thượng nguồn, cộng với nước sông Hồng dâng cao, đẩy nước sông đáy dâng theo. Từ đó, các sông Tích, sông Bùi cũng bị nghẽn dòng do không còn chỗ thoát nước. Bởi các sông Bùi và Tích đều đổ ra sông đáy, còn sông đáy nhận nước của sông Hồng. Ngoài ra, ngập lụt nặng ở khu vực các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Hà Nội còn do cộng hưởng mưa lớn, nước từ khu vực rừng ngang ở Lương Sơn, Hòa Bình và huyện Ba Vì, Hà Nội đổ về. Thêm nữa, một số xã và khu dân cư nằm ở bên bờ hữu sông Bùi đã được quy hoạch là vùng phân lũ sông Bùi, sông Tích để bảo vệ bên bờ tả phía nội đô Hà Nội. Do đó, cơ sở hạ tầng ở bên bờ hữu cũng không được đầu tư với chức năng chống chịu ngập. Đến ngày 31 tháng 7, huyện Chương Mỹ vẫn còn 20 thôn xóm bị ngập từ 0,5 đến 2 mét. Trong đó, khoảng 7.410 nhân khẩu ở vùng bị ngập cần được cứu trợ, 4.329 trường hợp cần sơ tán. Trong số các xã bị ngập, thì ba khu vực bị ngập nặng nhất là xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến và thôn Bùi Xá thuộc thị trấn Xuân Mai. Thôn Nhân Lý là nơi ngập sâu nhất của xã Nam Phương Tiến vì nằm sát sông Bùi. Nhiều chỗ nước ngập vẫn ngập gần mái nhà, con đường bê tông chạy dọc thôn còn ngập gần 2 mét. Hầu hết các hộ dân phải đi lại bằng thuyền. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, tình trạng mưa gió ở khu vực Việt Bắc và Tây Bắc của miền Bắc còn kéo dài đến ngày 2 tháng 8, có thể mưa 250mm. Lũ trên sông Hồng tại Yên Bái đang lên cao. Điều này khiến rốn lũ ở Hà Nội chưa hẹn ngày thoát ngập. Thank you.